Nay thứ tư ngày coi cuối tháng rồi, cuối tháng không biết chạy đến live kịp không, 22 tháng 11 anh chị nha. Hôm Toàn sẽ quay review sơ về cửa hàng. Trước khi review sơ cửa hàng thì thẩm định cái xe khách đang vô bán nè. Đó, xe về cửa hàng nè anh chị. Quá trời luôn. Volkswagen Beetle có biển số mới khoe với anh chị luôn nha. 02255 51K. 02255 anh chị nha. Biển số anh chị thấy dễ thương không? Xe dễ thương, biển số dễ thương nha, dành cho anh chị nào mà yêu thương một cái xe có một cái thiết kế đẹp anh chị nha. Đó, mẹt nè, lấy xịt nè. Đó, cái này giảm 300 triệu anh chị nha. 300 triệu, lấy xịt 2013. Qua mới đi với ba em giảm 300 triệu. Cái xe đó là xe ký gửi anh chị, ba em ký gửi cho em bán. Em không nhận ký gửi ngoài nhưng mà trong gia đình là ký gửi, nhưng mà ký gửi sao mình phải có tâm một xíu. Mình điêu cái giá. Người gửi thì luôn luôn muốn cao. Mà người bán thì muốn bán được thì chị phải có cái giá hợp lý mới bán được, chứ không phải là vì cái thương hiệu ok mà bán được đâu anh chị. Phải vì về cái giá và chất lượng nữa kèm theo nữa. Đó, xe các bạn đang đang chạy giao khách. Đó, quá trời. Quá trời sedan nè, Carnival nè. Carnival, Sedona, các loại cho anh chị lựa chọn luôn nha. Giờ dây ra hả? Xe này bán rồi nè, cái Mazda có mấy ngàn cây bán rồi nè. Giờ em thẩm định cái Fortuner này. Định giá online thì xe anh lên đổi xe rồi, có cái trục chặt. Trục chặt có một cái là ra coi mấy xe ở đây chứ, trục chặt cái là xe anh qua anh mua nhiều đời chủ rồi anh chị. Cái đồng hồ km nó không có đúng. Km nó không có đúng anh chị. À rồi đây. Đây là một cái xe muốn giới thiệu anh chị là Fortuner. Cái dòng Fortuner là em hay nói anh chị là em không có thích mua cái dòng xe Ford mà máy xăng anh chị. Đó, nhưng mà cái này cái đặc biệt nữa là cái này độ quá đẹp. Đồ của hãng DK với lại lỗ quá nhiều. Chủ xe lỗ quá nhiều luôn. Đó, lỗ quá nhiều nên là thôi, đi có 19.000 cây, em có mua để anh chị tham khảo. Và em có nhiều dòng MPV gia đình như thế này để anh chị tới anh chị xem, anh chị lựa chọn anh chị nha. Xe này thì anh kêu anh mua tiền mấy anh chị, lỗ mấy trăm triệu á. Cái này anh chị nào biết cái giá mà Fortuner mà bản DK này, bản mà độ của hãng luôn anh chị nha. Và đời 2021 đúng không? Này 2021 hay sao á? Chạy 19.000 cây nè anh chị. 19.000 cây. Đó, trần nè, trần da lộn hết. Đó, gỗ hết anh chị. Gỗ là ba tay nắm rồi, nói chung là cũng đủ thứ ăn chơi luôn. Quạt, ghế quạt đồ này, nâng hạ ghế này, người ta họ cái hãng đấy họ làm tùm lum hết anh chị. Sàn gỗ đồ hết luôn. Bề để chân là đồ này dành cho thương nhân doanh nhân này. Ghế này ghế giống như mấy cái xe Alpha nè. Đó, nằm được luôn á. Ghế ghế nằm luôn. Cửa automatic tự động luôn anh chị. Cửa đây. Đó, tự động luôn á. Đó, cửa automatic luôn. Nè, cái hãng độ DK nè, DK Limited nè anh chị. Fortuner EcoSport Titanium, xe này xài bóng hơi luôn anh chị, xài bóng hơi luôn. Đó. Thì cách đây lúc mà cái hãng này nó mới ra á, em là người mua và trải nghiệm nhưng mà không phải mua cái bản độ này anh chị, thời đó bản độ mắc quá. Mua cái bản thường. Bản thường nhưng mà em trải nghiệm em chạy cảm giác em không có thích. Cái này được cái bề cao nhưng mà mình chạy mình không có thích anh chị. Em chạy không thích nên sau này em mua Carnival á. Đó, em chạy em không có thích, nhưng mà mỗi người có một cái trải nghiệm riêng. Anh chị có thể tới trải nghiệm thử, có thể thích cái dòng này, em có đủ hết anh chị. Đó, Outlander này, Outlander một trong những cái dòng 7 chỗ mà giá cũng hợp lý nè anh chị. Đó, xe này mới về em chưa có giá Carnival mới về nè. Nói chung qua giờ em mua liên tục anh chị. Đó. Đó, liên tục. Khách cũng đang tham khảo tham quan đúng không? Tham quan. Ranger, răng đồ rồi Santa Fe cũng mới về. Ranger, răng đồ này cũng đang có những cái giá mới, cũng đang có những cái điều chỉnh hấp dẫn và hợp lý anh chị. Fortuner máy dầu này. Đó. Biển 51K này, 221 này cũng mới về nè. Innova này, nói chung là cũng có rất nhiều cái sự lựa chọn mà hấp dẫn cho anh chị nha, tới tham quan và tham khảo nha anh chị. Đó, rất là nhiều luôn. Ở thời điểm này em toàn mua rất là nhiều. Cái này là mới có một phần ở cửa hàng thôi, còn dưới kho nữa anh chị nha, dưới kho xe nữa. Rồi, đi vô thăm định giá cái xe này. Đâu ảnh đâu rồi? Thôi, vậy khỏi quay mặt ảnh đi, kêu ảnh vô hào nó đi. Cái xe có vấn đề, khỏi quay mặt chủ đi. Kêu ảnh vô uống cà phê đi, rồi anh thẩm định cho. Nhưng mà anh vẫn thích bán bên mình đúng không? Dạ đúng rồi, thì anh quyết tâm là anh mua được cái xe Rato.
thì nói với ảnh mình cũng cũng thực tế là mình không có gây khó gì hết á, nhưng mà rên nó không có đúng cái chất á. Tại vì em cũng nói với ảnh là nhân viên em định là không không đúng chất, là kêu thôi ảnh đi bán nơi nào đó hay là như thế nào đó, chứ không phải về giá. Tại vì ảnh mua nó không có đúng, không đúng cái chất xe mà mình làm không có đúng thì sau này rắc rối cho tụi em rồi cho anh nữa. Rồi, anh vô đi rồi, em chào bên thứ ba cho. Dạ rồi, báo anh hiểu rồi. Ừ, rồi, chào đi rồi anh coi anh phân tích ra cho. Xe kia bớt cho anh chứ. Em bán thì em vẫn phải bớt cho anh chứ, cái rõ như cái xe anh yên tâm anh đổi xe á, thì xe anh thì em sẽ tính toán hỗ trợ anh tốt nhất, còn xe kia thì nguyên tắc là bán là phải bớt giá. Được. Rồi anh bây giờ mình vướng là cái xe anh này là em định giá. Em định giá mà lên á là anh biết sao, là tại vì không phải là em ép giá hay gì mà em nói là em không có thu. Em không thu là em không hỏi về giá luôn. Đó, hồi sáng là anh nói một là anh đi bán chỗ khác, xong rồi quay lại anh đổi xe em, nhưng mà anh kêu là bây giờ anh muốn em hỗ trợ cho anh cũng không muốn đi, tại vì xe xôi. Thấy được cái sự nhiệt tình của anh thì em đại diện cửa hàng em xuống đây để hỗ trợ khách hàng ở xe. Anh ở An Giang đúng không? An Giang, Long Xuyên. Thì đó, bà con tại vì thân thương lắm nên là dạ thương lắm, không có màu mè nhiều. Gỡ sơ cho giá anh rồi. Dạ. Rồi về tháng 3 để em kiếm chiếc xe tô anh mua đổi lại. Dạ. Nhưng mà có cái như vậy nè anh. Em cho giá lên là đúng là em làm rẹt rẹt à. Em không có nói này nọ đâu. Nên là lên không đúng, các em cũng nói anh là thôi cái xe này thì em không chứng minh được là xe anh tu km. Tại vì em chết hãng thì cũng không có chứng minh được. Không chứng minh được, tại vì anh cũng là người mua lại mà. Em không dám nói anh tu km, nhưng mà em nói là cái chất xe này. Với cái thực kế những cái xe mà em đang bán á, cái xe 100 mấy chục ngàn của em đang bán á, có nhiều khi nó còn chất xe, chất đồ nó có khi là vô lăng, vô đồ, cần số nó còn mới hơn cái xe này. Chất nội thất nữa rồi nó còn mới hơn cái xe này. Tuy là cái xe anh là máy móc đồ đạc rồi keo chỉ rin hết, mọi thứ em không nói gì, không bàn cãi cái vấn đề đó, nó nguyên bản hết. Nhưng mà chỉ có hai cái mập mờ là cái cảm giác cái chất xe làm cho mình không có khoái thôi, không khoái để mình bán. Em là không thích là em không có bán. Dạ, không có dám nói chắc chắn tua đồng hồ, nhưng mà thực tế là nó có trong cái cảm giác nghề nghiệp của em. Khẳng định một lần nữa, cái bằng ý kiến của em á là em khẳng định xe này là có tua đồng hồ. Còn mà mang đi chứng minh thì này nọ thì chủ họ cũng cãi, hoặc là anh rồi hãng họ cũng cãi thì mình dạ. Thì em có xe để anh so sánh, xe anh so sánh cái xe mà 80 mấy ngàn, vô lăng cần số nó như thế nào, bản lề cửa như thế nào, chất máy nó như thế nào. Thì mình đi và đi cái thực tế thôi. Tại ngang mua rồi đâu biết, ta tu không tu mình đâu biết đâu. Dạ. Thì đó nên là em mới nói là sáng em nói cái câu hơi trống không là xe này em không có lấy được, anh có mua xe kia thì em bán. Nhưng mà anh kêu bây giờ xe xôi quá này nọ, anh kêu anh không chịu thì em mới là thôi em người đại diện em xuống đây thì em nói. Thì nếu khách vẫn muốn toàn thì toàn hỗ trợ khách thôi, hỗ trợ khách, nhưng mà em bán thì em vẫn phải nói. Thì em đã nói ra thì nói thật sự là không có giá cả nó không được, nhưng mà được cái thỏa lòng mình. Giống như anh ngày xưa anh đi mua xe anh cũng không, anh lúc đó anh thích xe quá đúng không, anh khói xe quá anh đi mua, và gặp người nào miền Tây mình họ thương lắm, họ tin lắm, gần như họ tin lắm, giống như em, họ tin lắm. Người nào nó ngọt hay là gì đó là vui vẻ là xúc thôi. Dạ. Dạ, nhưng bây giờ là khi mà anh bán thì anh mới biết là mình lòng tin mình nó bị lầm. Lầm từ cái vấn đề mà mua, xong rồi đến cái vấn đề mà giấy tờ này nọ họ gây khó cho anh, họ không thu. Không thu là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là giấy tờ nó trục trặc. Anh thấy cái ủy quyền nó khó không? Cái ủy quyền em nói cực kỳ khó, nên là em nói khách em là thôi ráng là sang tên đi, sau này không phụ thuộc, bán xe không phải phụ thuộc vào ai, chứ còn ủy quyền sau này phải đi tìm cái người mà họ bán cho mình, là họ ép mình, giống như là người họ là người ký mà, nên là muốn cái gì là phải gặp họ. Bây giờ là em muốn mua cái xe này của anh này, em phải đi tìm họ, phải nói chuyện với họ, tại vì họ là người được ủy quyền, và họ trong những cái mục ủy quyền họ ủy quyền bị sai. Thì bây giờ mình muốn sang tên là mình phải ký lại. Thì bây giờ anh thấy điện cho họ, họ kêu giờ 2-3 năm rồi không hỗ trợ đúng không? Không hỗ trợ cho em đó, nãy giờ anh điện đó không hỗ trợ. Nhưng mà việc nào em nói thiệt sự em cũng có cái giải pháp, em không cần đâu. Các anh thì phải cần họ, chứ còn em là có một cái đội ngũ của em, pháp lý của em không cần đâu. Nhưng mà nó rắc rối, nên là cái xe của em khuyến khích khách hàng là sang tên đi, mình chính chủ tài sản của mình mà. Tôi thích bán, công pháp luật công nhận hết rồi, tôi thích bán cho ai là chủ của mình bán, chứ không phải phụ thuộc mình, ủy quyền mình tránh được thuế một xíu đó. Nhưng mà nên là cái xe của em bán là em nói với khách là bây giờ anh ủy quyền nha, rủi ro sau này tôi không chấp nhận, và sau này là không có bao rút hồ sơ đâu.
Còn mà anh mua luôn nè, em miễn phí rút hồ sơ, em miễn phí đi làm giấy tờ, nói chung là ngon lành cho anh hết, anh chỉ tốn tiền thuế bao nhiêu đó thôi. Rất là rõ ràng. Nhưng mà cái nhiều khách thì họ vẫn theo cái truyền thống cũ á, là họ muốn ủy quyền, nên là anh thấy sau này nó rắc rối. Ủy quyền thì năm nay là hợp lý nè, qua năm sau rồi, cải cách tư pháp nó thay đổi là bắt đầu là nó rắc rối. Nên là em nói là cứ phải ra tên mình, không tốn một lần cho nó xong, cho nó nhẹ cái người, nên là em bán xe em cũng nói với anh nữa. Thì đó, em bán là sau này người ta tìm tới mình là mình phải có cái nặng, mình ăn cái đồng lời, mình phải nặng nề cái trách nhiệm cho người ta. Nên là bán đi và thu lại, bán đi và thu lại. Nên là lúc mình bán đi mình thề mình nói, xe này tôi bán giá này là giá tua đồng hồ, nó đúng theo cái giá trị của nó, sau này là tôi bán anh không có cao, sau này anh bán lại là mình cũng tự tin mình mua. Chứ mình em bán bây giờ em bán mập mờ, em bán nói thiệt, em mà không nói xe này tua đồng hồ trên kênh luôn á, là cái xe này em bán phải lời 50-70 triệu, không ai nói được. Nhưng mà sau này họ bán lại mà mình không thu á, lúc đó mình mới là người mệt, thương hiệu mình nó không mới dẹp đi. Dạ, cái xe cũ cái khó là cái bán được rồi, nhưng mà cái thu lại á, có dám thu hay không, có nhiều xe quay lại đâu ai dám thu đâu, tại lỡ đợt trước mình bán dối quá, mình ăn lời nhiều quá, sau này mình thu lại đâu dám thu. Dạ, còn mình bán thật, mình ăn ít thôi, nhưng mà sau này người ta bán lại còn quà, cứ vòng nó vậy. Thì rồi cái này thì sẽ hỗ trợ anh nha, nhưng mà sau này mà nó vướng cái gì pháp lý á, thì nếu mà liên quan đến anh là người chủ tài sản, ký giấy tờ kiện tụng gì anh ký cho em. Nếu mà không ông chủ đây mà không chịu hỗ trợ anh, em kiện luôn, em sẽ luật sư của em sẽ kiện luôn, tại vì anh điện người ta đã không hợp tác rồi. Mặc dù là người ta sai, ủy quyền người ta sai, là cái kiện mà không đúng chất lượng thì mình không kiện được, không ai pháp luật không bảo vệ. Nhưng mà giấy tờ anh bán người ta mà không đúng, bây giờ tôi kiện anh mà không hỗ trợ tôi kiện, thế chứ xe tôi bây giờ mấy trăm triệu đâu, xe không có đủ pháp lý được. Nên là hợp đồng hai cái hợp đồng ủy quyền đây là em sẽ giữ lại và em sẽ đi làm, bên em sẽ làm hết, anh chị không có làm gì hết, anh chỉ có em kêu cần ký cái gì hoặc là cần viết gì thì anh viết. Rồi ok, em ra, để em ra em xử lý cái, em quay xe xử lý cho ảnh đi rồi giao xe ô tô vẫn bớt như bình thường nha, vẫn bớt như bình thường, ra cho anh coi chạy thử. Lịch sử đây là bảo dưỡng đều hết nha anh, chứ còn không phải như xe anh đâu, không phải thôi thử dạ yên tâm, lòng tin anh sẽ bảo đảm, anh sẽ không bao giờ mất đâu. Dạ lần sau lần này rồi người ở quê mình là lên em mua nữa chứ, mà cũng rút kinh nghiệm mua xe cũ đừng có dễ quá anh nha, nó phải song phẳng, nó phải rõ ràng. Bớt cảnh thường á là các bạn bớt 2 triệu, nhưng mà em bớt anh 5 triệu. Rồi, ok. Bớt nói rõ luôn mà, bên em thường xe em bán sát nó bớt 2-3 triệu, nhưng mà em thương lắm gì bà con. Đây nè, xe đây. Đây biển số đây luôn nha. Thì xe như vậy. Máy móc á, đồ đạc á thì nó nguyên hết, nhưng mà nó có một cái á, là đây nè anh chị. Đó. Cái vô lăng nó là vô lăng cao su. Vô lăng nó là vô lăng, giờ tối quá, có cái đèn không đây nè, nó mòn cỡ này nè anh chị thấy không, những cái xe mà vô lăng của em, vô lăng cao su, cái này cao su cũng phải da phone máy dầu bằng cao su anh chị, nó mòn cỡ này, nó có độ mòn, vô lăng nó bóng cỡ này nha anh chị, cần số nó bóng cỡ này, thì em đoán cái chất xe này á không phải 8,000 cây, mà chất xe này nó phải 150,000 cây đổ lại. Tại vì nếu mà trên 200,000 cây á thì cần số cần đồ là nói chung là nó cũng còn tệ hơn đây nữa, nhưng mà đây nó vẫn còn được tương đối, máy móc thì vẫn nổi êm anh chị. Nhưng mà em vẫn phải nói là cái xe này là cái xe tua đồng hồ, bán hơn 600 anh chị nha, bán hơn 600 một xíu thôi, thị trường nó là phải là 700 mấy, nhưng mà em bán cỡ tầm hơn 600 để em coi thử về em dọn hay là chi phí đi làm giấy tờ như thế nào. Tại vì xe này nó trục chặt cái giấy tờ là lúc mà ảnh mua á là ảnh ủy quyền, nhưng mà thời bữa nay lúc mà anh bán á thì chủ là đưa thiếu hợp đồng ủy quyền là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là trong hợp đồng ủy quyền đánh số loại là mọi thứ là nó không có, là nó không đầy đủ để sang tên. Thì liên hệ lại thì họ kêu là họ không có ký lại và không hỗ trợ đi ra ký. Nếu mà họ có hỗ trợ thì rất là nhanh. Còn em nói anh nào mà bán cái xe này á thì nên hỗ trợ đi. Tại vì mình bán xe cho người ta không đúng á, là không đúng chất, không đúng km á, là mình đã sai rồi. Thì bây giờ người ta có bán lại cho người khác á thì mình cũng phải la, mình hỗ trợ người ta ký tá giấy tờ cho nó đàng hoàng, cho người ta để xong việc đi, chứ không vì gây khó để người ta phải quay lại bán cho mình rồi này nọ kia.
nó khổ đi anh chị nha. Em dây vào ai chứ, nếu mà anh chị làm đúng á thì không sao, mà anh chị làm sai thì anh chị nên phải sợ đi, phải sợ đi. Luật pháp rồi mọi thứ hôm nay, xã hội hôm nay họ công bằng lắm, chứ không phải như ngày xưa đâu, thích làm thế này thích làm thế kia rồi ép người này ép người kia đâu. Không có thấp cổ bé họng được nữa đâu anh chị, không có ép người thấp cổ bé họng nữa đâu, cũng sẽ có những người bảo vệ họ. Nên là nếu mà nghe coi được video này thì cứ hợp tác hỗ trợ em Toàn. Em Toàn cũng không có nêu ra, không có kêu ai là người bán, không có này nọ kia, chuyện qua rồi là cho qua rồi, qua luôn. Nhưng mà cái chuyện mà giấy tờ phải hỗ trợ người ta là phải hỗ trợ ra tên mình đứng, ủy quyền thì mình ra, nên là lên phòng công chứng với em sửa lại hợp đồng ủy quyền, rồi làm thêm hợp đồng ủy quyền để đủ hai bản theo cái luật quy định nhà nước mới bây giờ, để sang tên cho họ, để sang tên cho người khác nè. Ốc vít nè, đó, ốc máy móc thì em coi rồi, nó không có bị tháo bị đồ. Nhưng mà chắc chắn một điều là xe này không có đúng chất, 8 mấy ngàn cây, nó phải tầm 130 đến 140. Mặc dù anh chị có thể vô hãng test cũng không ra luôn anh chị, bảo đảm chị mang cái xe này vô hãng test hãng nó, họ cũng không có test ra là xe này tua km đó. Nhưng mà với kinh nghiệm người bán hàng nhìn xe, coi xe nhiều và mua nhiều cái dòng Fortuner này nha, nhớ lên nhớ một điều là em Toàn mua rất là nhiều dòng Fortuner máy dầu. Nên tại sao cái dòng Fortuner máy dầu rất là nhiều người mua mà Toàn là ít có xe, là tại vì Toàn đi coi rồi Toàn đi về, đi coi về. Còn trường hợp đây là trường hợp cái biệt là khách đổi xe và mong muốn đổi xe em Toàn thì Toàn phải hỗ trợ anh chị nha. Chứ còn mấy cái trường hợp khác là không đúng chắc là em bỏ đi về thôi, chứ còn không có hỏi giá. Nói chung là không thích là không quan tâm về giá anh chị đó. Máy móc đồ đạc thì vẫn bảo hành cho anh chị bình thường, nhưng mà cái điều em nói luôn là nó không có đúng km đâu, không có đúng km đâu anh chị nha. Thì anh chị nào quan tâm xe này thì có thể lên đây xem thực tế, hoặc là mang ra hãng test, hoặc là mang ra bất cứ gara, hay là mọi thứ. Còn những cái xe mà em cam kết, em khẳng định, em bảo đảm, anh chị test cũng được, không test cũng được, không sao. Nhưng mà xe này anh chị phải rành về xe, anh chị phải biết về xe, anh chị phải có bên thứ ba trung gian để cho nó thỏa lòng nhau. Em bán xe này về giá, chứ không về chất lượng thì em bảo hành cho anh chị, vẫn bảo hành máy móc 3 tháng này nọ, nhưng mà vẫn bảo hành là không đâm đụng này nọ, nhưng mà km khẳng định một lần nữa là nó không chuẩn với con xe này. Thôi bây giờ đi xuống kho với em Toàn nha, để thẩm định những cái xe nè, mua về thì em cũng phải thẩm định lại nữa anh chị. Rồi, cảm ơn anh chị. Thích thà Toàn để anh chị mua rẻ luôn, sau này anh chị khỏi nói chứ để rồi. Đi thẳng về luôn. Chúc anh đường lộ bình an. Nhiều sức khỏe anh nha. Mới nguyên. Xe thì yên tâm. Xe đã qua sử dụng anh của em. Anh có việc đi. Sau này anh mua xe mới thì em nói, nhưng mà anh mà còn cả mua, anh mà đổi xe mới thì em nói, đưa xe cũ. Cứ xe mà em bán ra thì anh cứ đưa lại. Đưa cho em. Thì còn là chất lượng thì. Mỗi tuần anh tham gia lên trên ai, còn cái đường xấu lắm nha anh. Nên là đi không được anh đi lên đó, nhưng mà bây giờ về bây giờ anh đang không được. Dạ, nhưng mà đi lên Gia Lai đi cẩn thận rồi. Không. Ghê lắm, cái xe lăn của em đi mà em không dám đi luôn mà. Qua chạy lên chạy với một cái năm mà chạy trời nó cắn cốt bắt nổ lớp liền. Chạy ghê quá luôn trong trời. Chạy Gia Lai về chắc cần nhà anh thì để về dùng. Đúng rồi. Cảm ơn anh. Không có phải là cái gu của anh. Camry nè anh chị, Camry đây 10.000 cây nè. Camry đây có 10.000 cây 2019 nè. Đó. Rondo nè. Xe Jeep Dodge của em nè. Nhưng mà xe độc lắm nha anh chị, đừng có nghĩ là xe ba cái xe của Toàn là rẻ, anh kêu Toàn là mua cỏ rác. Anh chị biết cái xe của em cỏ rác của em bao nhiêu không? Cả tỷ bạc một chiếc á, chứ không phải rẻ đâu anh chị. Tiền mua là 300 mấy 400 là cái xác xe không á. Rồi giấy tờ làm xong rồi dọn mua đồ về đắp lên xe cả tỷ hơn tỷ, không phải cỏ rác đâu anh chị, đừng có nói vậy nó kỳ. Anh chị kêu Toàn này đê chuyển qua Toàn xe cỏ rác, anh chị kiếm được cỏ rác mà cỏ rác nào mà 300-400 triệu cả tỷ bạc không? Cỏ rác mà cả thế giới chơi những cái xe đó ở bên nước ngoài nó đấu giá tới 1 tỷ 2 tỷ 3 tỷ luôn á. Việt Nam không chơi, nhưng mà anh chị cứ lên search FZ 40 45 thử, nước ngoài nó đấu giá bao nhiêu tiền
Xe toàn không phải là xe thường đâu anh chị, toàn để chơi không phải là người bình thường đâu, không phải là amateur mới. Anh chị coi video đây, 53.000 cây anh chị nha, đúng đồng hồ anh chị nha, xe 53.000 cây đúng không? Nên em mới mua cái xe Jeep đây, em mới mua chứ còn bình thường em không mua ở đây. Cái này mới rẻ này, cái này thì thế giới nó cũng không chơi mà Việt Nam mà cũng không chơi, cũng chơi ít chứ không phải không chơi. Còn xe FZ40 nè, cái xe này, cái xe FZ40 á, tiền thân của nó là xe Jeep của quân đội Mỹ, sau khi quân đội Mỹ chiến tranh ở bên Nhật đó, sau rồi cái rút về nước, xong rồi Nhật đánh với Hàn Quốc hay sao đó, rồi cái là quân đội Mỹ đặt hàng Nhật sản xuất một cái xe giống cái xe Jeep đa năng đa dụng như xe Jeep, nhưng mà nó là xe của Nhật bền hơn này nọ, thì mới ra FZ40. Thì xe này bây giờ anh chị coi những cuộc đấu giá ở bên nước ngoài nó cả tỷ bạc anh chị, không có giỡn đâu, nó cả tỷ 2 tỷ bình thường á đó. Đó mua nguyên một cái đống đồ đây là đã của toàn là cũng là 400-500 triệu hết cái đống đồ đây là anh chị. Đó đồ đang treo kìa, em mua về em treo lên chứ em cũng chưa muốn lắp nữa. Còn cái xác xe anh chị biết là mua ở Bình Thuận nát nhất thì mua cũng 300 mấy 400, có nhiều chiếc em mua 500, có nhiều chiếc sau này em mua 700-800, dọn lên chắc không phải tỷ mấy 2 tỷ chứ không phải rẻ đâu anh chị. Thì em chơi là chơi vậy không à, chơi cảm giác về cái đó là cảm giác sưu tầm thôi chứ không phải là chạy thì nó còn thua cả cái xe 200-300 hoặc 100 mấy Innova, 100 mấy em đang bán ở dưới kho nữa, chạy nó còn dở hơn cái xe đó, mà chạy khi chạy cũng không được nữa đó, nhưng mà nó mang cảm giác sưu tầm. Thôi bây giờ xuống kho nha anh chị, xuống kho đi, xuống kho lấy Fortuner động cơ EcoBoost. Cái này mình đi số 1 là hàng gì nó ỉ. Nó là số 1 nè. Để tóc vô là qua số D nè. Hay gì chạy nãy giờ nó y. Nè, anh chị chạy xe là phải nhớ phải để cái thấy cái xe nó lạ lạ là phải nhìn lên đồng hồ liền nha. Đó. Đây là số 1 nè. Đây mình để về M nè, D nè. Đó, D. D nó mới sang số, còn kia gần như số mạnh xe nó bị lầy hay gì mình mới để số đó. Đó, giờ chạy cũng mượt. Cái này em thích nó là, cũng sẽ xin lỗi những anh chị nào mà chào Fortuner mà em kêu là em không có lấy, mà sao tại sao xe này em lấy là tại vì em thích đồ anh chị, nó đồ limousine, đồ đời ca, nó đồ đẹp quá, họ đồ đẹp quá, hãng đồ đẹp quá, nhìn cái xe đồ đẹp quá nên là giá nó cũng hợp lý á, nó hơn 900 xíu á, là hơn 900 là có được cái xe limousine mà to rộng rãi Ford của Mỹ, ngồi sau thấy đã không bảo? Có màn hình luôn rồi. Màn hình nữa, cái này sao người ta ốp bằng gỗ không à? Mấy hãng đây là hãng đồ hãng DK, đồ đây là của nói chung là cũng nổi tiếng á, lớn á, chứ không phải như các doanh nghiệp bình thường đâu, đây giống như nhà máy vậy. Nhà máy nó làm cho hãng luôn á, nó làm chuyên cho hãng Ford luôn anh chị. Đó, đầy đủ chức năng công nghệ hết. Ghế da rồi ngồi. Hơn 900 là đi xe, anh chị nào thích cái dòng Ford của Mỹ đi xe. Có cửa sổ trời luôn hả? Nó có đèn ở sau luôn hả? Đó, chạy máy xăng anh chị nha, máy xăng. Nó được cái trần nó cao hơn, nó cao cao hơn Carnival. Trần nó cao hơn, thoáng nó ngồi nó thoáng hơn. Ờ. Ở xong nó xài bóng hơi, sau nó xài bóng hơi anh chị. Bóng hơi nên là cảm giác là nó không có, nó đầm hơn, nó êm hơn thằng Carnival một xíu, hơn Carnival. Qua mấy cái G nãy lên mấy cái G của mớp cầu á, nó thả xuống nó cũng dịu dàng, nhẹ nhàng. Tình thương mến thương cái xe này, để rửa ráy dọn dẹp sạch rồi em sẽ làm một vlog riêng review cái xe này cho anh chị, để cho những anh chị nào thích một cái mẫu xe MPV gia đình mà limousine, độ thương gia, cái này gọi là độ theo phong cách của thương gia cao cấp đẳng cấp, bằng gỗ luôn à. Cái này em thấy đó, họ làm bằng gỗ luôn, họ đúc sao ra được gỗ hay thiệt. Đó, gỗ luôn anh chị. Đó, đèn như thay đổi màu nè, thay đổi màu sau kìa. Ồ ghê không, coi đây có sạc thông minh nữa nè, sạc thông minh rồi tivi rồi tà lã bung binh hết, làm họ làm cái bể tì tay rồi. Xe để từ ngoài đường ra đến trong rồi anh chị, này chắc chuẩn bị phải giải pháp đi nhanh nhất là làm gì vậy Bảo? Dạ. Dạ nhé, bây giờ giải quyết cái đống đây nhanh nhất là làm cái gì?
xả lũ nữa, xả lũ gì, xả lũ, lũ về, chuẩn bị lũ về thằng chung mua cho đẻ vô, mua cho cố vô ăn cứ lên rồi mua xe, mua xe, mua xe giờ nhiều quá rồi, mà vẫn mua tiếp anh gì nha, vẫn vậy nha, rồi mà giám đốc bảo xuống, mà sao không được vậy, từ từ để anh bấm sao cơ vậy, mở luôn, bấm hai lần, hai lần, kiểm xe cùng em Toàn nha, đó về quá trời luôn, ngoài đường, này mới về hả? 3-4 ngày rồi. Dọn xong rồi đúng không? Xe này 4 mấy ngàn cây này, xe Ento 2 chấm này anh chị. Cũng là xe Ento 2 chấm này 219. Cái này thì giá nó sẽ thấp, nó hơn 400 xíu, hơn 400 thôi. Cái này bản 2 chấm bản đặc biệt anh chị. Bữa nay xe Ento đang nhiều. Đang nhiều, giá đang êm anh chị nha. Giá đang êm. Còn này ủa, gì đây? Thanh dằn anh gắn thanh dằn thằng đồ hả? Này tháo ra cắt đi, bỏ lên kho cắt đi. Này mình đâu lắp thêm được đâu. Mazda 2 đúng không? Mazda 2 210 à. Này 217 nha. Nhấn làm lại đây. Này có sơn lại. Cái này chắc cái dê vô móp nó sơn lại này. Sơn lại hết, sơn mà sơn ngày xưa nó là nó xuống màu đều nữa, chỉ có sơn thôi, sơn lại trong, giống dê bị móp làm lại trong này, tháo cái này xuống. Giờ cái chốt nữa. Còn cái chốt bên này nữa. Mở. Thấy mà sơn cốp là mình phải kiểm tra kỹ. Phải tự học chứ không ai chỉ đâu. Anh là vô mới vô anh chịu khó vậy, phải tự học, xe nhiều á. Siêng năng nó này sơn lại hết cái cốp chỉ thì kỳ ta dọn vô đây cái tháo ra là sơn cốp này, dưới đây thì không thấy gì hết, nói chung nó bị dê đục cái đít nhẹ anh chị nha, nó vậy thôi cho anh nhanh rồi chứ còn mà không có bị tai nạn nặng. Khi mình nghi ngờ cái điểm nào đó thì mình phải tháo ra những cái thứ xung quanh để mình so sánh là nó ra liền. Ra liền, phán đoán được cái xe nó bị cái gì liền. 60 mấy 70 ngàn cây. Anh đi cũng hơi dữ ta, 217. 217 anh chị. Xe này chất lượng trung bình hơn. Mazda 2 thì máy nó giống như Mazda 3 anh chị. Này, ốc phục này tháo hết này tại vì ông độ. Ông chủ này ông độ cái thanh dằn này mới tháo ra. Này phải thay là ốc linh hết này. Bảo nha. Một xe này nhìn nó không có được tươi ta, nó sao sao. Mấy cái khách độ là lúc mà độ xong rồi tháo ra cái xe nham nham nhỏ nhỏ. Trong đây này nham nham nhỏ sơn, sơn nhiều quá nó bay vô này, xe này sơn nhiều quá. Nó sơn bên đó nhiều quá nó bay vô. Ốc chân máy cũng tháo nè. Máy thì chưa tháo, ốc chân máy tháo là chắc là vô thay cao su nè, thay cao su mới nè. Có nhiều cái phương diện anh chị nha. Tháo chân máy ra để đi làm máy, còn tháo cái chân máy để thay cục cao su. Có nhiều cái thế cao su cũng nằm kỳ lắm. Luân ơi, Luân ơi. Luân lớn rồi ta.
luôn ơi. Hôm nay em đổ phục gì nữa. Cái này mua vàng ốc phục của hãng gắn vô lại nha, không chơi ốc Trung Quốc nha. Anh nhìn mấy cái ốc lên ngứa lắm. Ủa xe này nữa. Xe này khách đổi cái gì mà mua vậy ta? Xe này để làm giá bán rẻ rẻ thôi chứ cái xe đó. Nhìn nó không có tươi, nhìn nó không có đàng hoàng. 46.000 cây. Có những cái xe mà đẹp đó, em bán mang ăn lời. Nhiều anh chị cũng thông cảm nha anh chị, để bù lại những cái xe mà nói thiệt em bán để cho người ta sau này họ đi, họ ham rẻ họ mua, họ đi rồi sau này họ có bán lại cho em hay gì đó anh em cũng dễ nói chuyện. Chứ những cái xe đó mà em không có bù phép lại để bán cho nó. Không ăn dày những cái xe mà bù phép anh chị. Outlander. Outlander này 20 CVT này. 40.000 cây, cái này 2019 ấy. Cái này form này 2019. Xe này bữa máu xe quá, mua cũng hơi cao. Xe chắc xe thì đẹp á. Này mua hơi cao giờ không biết bán làm sao. Bữa mua tới 560 57 luôn rồi. 2019 mà mua tới nó gần 57 giờ không biết bán nhiêu luôn anh chị. Đầu đầu luôn. Đẹp, nói chung chắc xe đẹp nên mua. Hơi máu giờ không biết bán làm sao. Mua gần 57 luôn anh chị, không tin à. Được số nha. Giờ bán trên 600 thì không bán được. Nó cảm giác là không có hợp lý. Tại vì đến với toàn là phải vừa hợp lý với xe. Có nhiều trường hợp nó cũng phải đặc biệt lắm anh chị. Mình nó thiệt sự. Nên những xe đó Tucson Turbo bán rồi đúng không? Xe này mới về khách mua rồi anh chị. Mazda 3 đây cũng mấy ngàn cây à, cũng bán luôn rồi. Xe này về là nhiều lúc em chưa kịp quay video mấy bạn đăng trên Facebook á, hoặc là Zalo các bạn á. Nên là nhiều khách họ chờ, họ mua mất. Họ cọc mất anh chị, cũng thông cảm giờ đang dọn. 4.000 cây, xe này có 4.000 cây. Mazda 3 4.000 cây cũng bán rồi. Chi Tông mới mua ngày hôm qua này, đúng không? Chi Tông này đi hơi nhiều. Xe này đi hơi nhiều nhưng mà ảnh đi ảnh cũng giữ để tương đối. Đó, vô lăng mới nè. Giá bây giờ nó cũng xem hơn 4 đồng một xíu thôi. Cỡ tầm 4 đồng 3 anh chị. Có được cái Chi Tông 29 số tự động, chạy 7 mấy ngàn. Đó, mấy xe của Nhật bán tải. Này Forlanger. Này Forlanger số tự động này anh chị, XLS nè. Anh chị nào thích Langer XL, XLS 221 này hơn 500 nè. Thì giờ cũng đã có nè, mới về nè. Đó, mới về. Đi coi xe đi theo em chứ. Ra coi mấy cái xe á. Đi coi mấy xe. Anh mới vô làm anh. Fortuner này, Fortuner cái chất đây cũng tương đối nè anh chị, hơn 400 mấy nè, máy dầu nè, máy dầu form mới nè, 20 cái này bán cho anh chị 489 triệu anh chị, cái này 20, cái này 23, 24 gì nè, 480 mấy triệu anh chị, đó này máy dầu, biển 60A, chạy trăm mấy chục ngàn, ít khi mà em mua Fortuner lắm nhưng mà cái xe nó tương đối là em cũng lấy anh chị, em cũng bê về xe này em mua chứ không phải là em đổi. Xe này là 2013 anh chị, 2013. Này 2013, lên màn hình Android là 7 chỗ đầy đủ hết rồi. Giờ em tút tiết rồi. Đèn trắng nữa nè. Xe này đèn trắng nữa nè. Đèn sau đèn trắng nữa nè. Đó. Sorento dầu. Dầu đây 20 logo mới nè, 2021 hay 22 nè, logo mới này, máy dầu nè anh chị, lâu lắm rồi mà có Sorento. Sorento mua được 3 chiếc mà bán, chiếc màu trắng bán về Gia Lai rồi, chiếc màu trắng này bán chiếc này hơn 900 anh chị, cái này bạn full luôn. Sorento dầu đang anh em đang dán này, bắt anh chị thông cảm nhé, không kiểm được, để về nhà em kiểm sau. Anh chị nào quan tâm với Sorento model 2022 này có rồi nè, máy dầu nè, Signature, bản Signature anh chị, quy chắc nè. Vì chắc đây có ba mấy ngàn cây à. Biển 60 2020, hơn 600 đó. Trong đây thì cũng còn Everest nè, Everest mới về nè, Everest đây ngàn mấy trăm cây à. Santa Fe nè, đó Santa Fe form mới đó nè,
Đó. Santa Fe form mới nè, 4 mấy ngàn cây. Cái này 2019, cái này máy xăng. Cái này máy xăng anh chị. Đó, anh chị nào thích Santa Fe thì alo. Alo liên hệ em Toàn nha. Đó. Rồi, tiếp theo này. Hôm này là SJ. SJ số sàn. SJ số sàn MT. 2022 anh chị, 2022 số sàn. Anh chị nào thích số sàn mà xe Nhật chạy dịch vụ thì hơn 3 đồng xíu là có rồi nè anh chị, có nè. Video này không phải video báo giá chi tiết nên anh chị cũng cảm thông giùm em Toàn nha. Elantra Turbo nè, Turbo màu đỏ này 2021 nè, bản Sport. Đó, Sport anh chị. Này bản Sport. Chạy 17.000 cây anh chị, 17.000 cây à, Elantra bản Sport 17.000 cây. Mấy xe này thì đẹp quá. Đẹp quá anh chị. Còn này Tucson, Tucson Turbo. Tucson Turbo. À không phải Tucson thường, đặc biệt. Này đặc biệt có cửa nóc anh chị nha, riêng đặc biệt phong cũ có cửa nóc. 17.000 cây có cửa nóc luôn. Cái này 2019 thôi mà có 17.000 cây anh chị. Đó, hơn 6 đồng. Đúng không? 17.000 cây lâu lắm rồi anh Toàn mới có cái Tucson 2019 đặc biệt mà ít cây số như vậy nè anh chị. 29 đặc biệt biển số 67878. Đó. Còn đây là cái thằng đây là thằng Mazda 3 Phantom nhưng mà cái đặc biệt này bản 2 chấm anh chị, bản 2 chấm mới nó mắc lắm, mới nó 800 mấy lần. Bây giờ nó thị trường thì 67 68 nhưng em bán cỡ tầm mà bữa mua hình như là 58 chạy về 59 bán cỡ tầm 6. Xe này em bán cho chị 625 thôi. Đó, 625 thôi. Đó, nội thất màu đỏ luôn anh chị nha, nội thất màu đỏ luôn. Cửa nóc luôn, bản 2 chấm luôn nha anh chị. 2 chấm bản full nhất luôn á. Mua được rồi đó, nhưng mà không biết có bán có được không. Đó, model mới luôn. À, chạy có 10 mấy ngàn cây, xe này chạy 18.000. Đó, anh chị nào thích Mazda đó 625. À, ủng hộ em Toàn cái xe Mazda này. Đó, bản Renault 2.0. Đời 2021 anh chị, 21. 2021 anh chị nha. Đó, Signature. Bản Mazda 3 Sport Signature Premium. Đó là full nhất của Mazda 3 đó, thể thao nhất rồi anh chị. Còn đây là Swift rồi Kia Elantra. Mấy cái xe Innova BTV. Mấy xe lựa lựa để đây. Đó. Sorento. Đó, còn giấy ở đây. Cross V nè. Cross V đây 5 mấy ngàn, giá 600 mấy anh chị. Tại vì em bán theo cây số, đây 5 mấy ngàn nên là 600 mấy. Còn mấy cái xe 5 ngàn cây bán 700 mấy thì bán rồi. Xe này mới nó vẫn là 900 mấy anh chị nha. Đó, đi xuống tới 68. 68 mua. 68 là Kiên Giang. Rồi, anh chị nào có xe cũ bán thì nhớ liên hệ em Toàn nha. Cảm ơn anh chị rất là nhiều đã xem kênh, nhớ đăng ký ủng hộ. Và chờ vlog Toàn báo giá tổng hợp xe tại cửa hàng cuối tuần này nha anh chị nha. Cảm ơn anh chị, chào tạm biệt.